Dịp nghỉ lễ năm nay, du khách đổ về thành phố Đà Lạt tăng mạnh. Ngoài du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, năm nay, lượng du khách từ miền Trung đổ vào cũng tăng cao. Nguyên nhân là do kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày, phần du khách lên đây tránh nắng nóng. Tại ga Đà Lạt vào sáng ngày 2 tháng 5 2014, tuyến xe lửa Đà Lạt đi Trại Mát đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham gia. Có nhiều khách phải đặt mua vé trước, thậm chí có nhiều khách không mua được vé. Trong khi đó, thung lũng tình yêu có đến hơn 8.000 khách tham quan trong ngày, tăng hơn 6.000 khách so với ngày thường. Các điểm du lịch như thác Đa Tên La, thác Brent, đồi Mộng Mơ, lượng du khách đến mua vé tham quan cũng tăng mạnh. Theo đại diện nhiều khu du lịch, dự đoán các ngày sau này, lượng khách sẽ tăng mạnh hơn. Đa số là khách du lịch từ Nha Trang đổ lên. Thì mình ở Biên Hòa, thì dịp này thì ở Biên Hòa đang miền Nam đang rất là nóng á, cho nên kỳ nghỉ cũng dài thì mình chọn là Đà Lạt, không khí đi mát mẻ với lại cảnh đẹp nữa, mình thích đi đây mấy lần rồi, mình muốn quay lại tham quan nhiều nơi. Ngoài một số điểm tham quan miễn phí như ga Đà Lạt, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, còn có một số khu du lịch áp dụng chương trình giảm giá khuyến mãi. Khu du lịch Thung lũng Vàng giảm 15% giá vé cho đoàn dưới 100 khách, 20% cho đoàn từ 100 đến 500 khách và 30% cho đoàn trên 500 khách. Bên cạnh đó giảm 10% giá thuê phòng cho khách lẻ. Khách đặt ăn tại nhà hàng cũng được giảm 20% vé tham quan. Khu du lịch Làng Cù Lần khai trương dịch vụ bắn súng sơn, huấn luyện kỹ năng săn bắn, mưu sinh giữa rừng. Bên cạnh đó, miễn phí hoàn toàn các chương trình đốt lửa trại, câu cá đêm, các trò chơi trên mặt hồ v.v. cho du khách thuê phòng ở lại qua đêm.